Em có một vấn đề về vợ chồng em. Chiều mai em với chồng em sẽ ra tòa để giải quyết ly hôn. Vấn đề là bây giờ em không thực sự muốn ly hôn với chồng. Thế ra em nói với tòa án là tôi không muốn ly hôn, cho tôi thêm 2 tuần nữa tôi về tôi suy nghĩ, hôm nay tôi xin hoãn tòa. Em hoãn lần nào chưa? Em chưa hoãn. À, chưa hoãn, mai em vắng mặt là xong, thế thôi. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Mai em sẽ không ra tòa. Ừ, không cần phải lý do gì hết, thế đã. Bước 1, không ra tòa. 3 lần cơ mà. Em sẽ không ra tòa. Rồi, bước 2 hỏi tiếp này, có luật sư không? Dạ không. Ờ, thế được rồi. Thế cả hai bên đều không có luật sư à? Dạ không ạ. Ừ, nếu mà có luật sư thì sẽ hoãn được thêm lần nữa. Sau phiên tòa ngày mai mở lên thì lên tâm sự với thẩm phán hoặc là thư ký, nói rằng là thưa tòa hoặc là thưa chú. Nếu bên trong tòa thì nói là thưa tòa, còn ngoài tòa thì thưa chú, thưa anh là em không muốn ly hôn. Thì vụ việc có thể kéo thêm được 3 tháng nữa. Nhưng đến mai em không ra tòa rồi ạ. Thì sau ngày mai đấy, tòa triệu tập mấy giờ? 2 giờ chiều mai. 2 giờ chiều mai, sáng thứ ba lên. Vâng ạ. Chiều mai không ra nhưng mà lại sáng thứ ba lại ra, hoặc là chiều thứ ba lại ra mang theo giấy triệu tập thì mới đi qua cổng bảo vệ được. Vâng. Mang giấy lên lại đọc. Tòa chưa xử, chưa mở xử lần nào gì? Chưa ạ. Thế được rồi, thế là mai sẽ hoãn. Hoãn vì lý do vắng mặt. Thôi bây giờ trình bày đi. Vợ chồng em nộp đơn ra tòa ban đầu là do em yêu cầu, em muốn ly hôn trước. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau quá trình suy nghĩ thì em không muốn ly hôn nữa, nhưng chồng em muốn ly hôn. Rồi, xong rồi sao? Bây giờ đang ở bế tắc ở chỗ chồng em ạ. Ừ. Đâu mà bế tắc ở chỗ chồng em? Tức là em sau quá trình suy nghĩ em cũng xem những cái chương trình của thầy như lập trình vận mệnh ấy, thì em cũng đã tức là xin lỗi chồng, nói là muốn quay lại nhưng mà chồng em không không phản hồi tích cực lại với em. Không phản hồi tích cực là có phản hồi không? Có phản hồi nhưng là tiêu cực, Thì nói như nào? kiểu như kiểu là muốn cho em một bài học ấy. Em học được rồi. Em nói rồi. À, ơi sao? Thì chồng em vẫn giữ quyết định đấy. Quyết định gì? Ly hôn. Ừ, thì em không đồng ý nữa. Em nói ra tòa em bảo là tôi không đồng ý. Thì tòa lại phải xử lại từ đầu. Tôi xin rút đơn, một bên trong hai bên rút đơn được mà. Đây hôm nay em hoãn này. Xong em lại phải xin rút đơn. Thế tòa lại yêu cầu ở bên kia làm lại đơn. Xong lại thủ lý lại, yên tâm. Nếu mà hai bên cùng thuận tình ấy thì tòa người ta xử nhanh lắm. Nhưng một trong hai bên không thuận tình là người ta cũng sẽ cố gắng người ta cứu. Thực ra là có một vấn đề nữa là em không muốn ly hôn hiện tại cũng không phải là Có một cách, có bầu là hết. Luật quy định là không được đơn chồng, không được đơn phương ly hôn trong giai đoạn vợ có thai hoặc là sinh con trong khoảng phạm vi 9 tháng hay là 1 tuổi đấy. phương án này không khả thi ạ. Kiểu gì cũng khả thi. Không được ạ. Được. Em không muốn có con ạ. Ôi giời ơi. Thế giờ sao? Nguyên nhân làm em muốn ly hôn vì chồng em có mối quan hệ ngoài luồng. Ở đây có ông nào không có mối quan hệ ngoài luồng giơ tay? Bây giờ mình đang có một cái quốc gia này, xong giặc nó đến nhà mình, nó cướp nhà mình. Xong mình bảo là này, bố mày dâng cho mày đấy, chén đi, thấy không? Thế là mình thua trong trận chiến rồi, nó thua ở tầng tư duy. Thế bây giờ có thằng trộm nó vào nhà mình, nó ăn trộm đồ. Thế mình thức dậy mình thấy thằng ăn trộm, mình bảo ôi vui quá, lấy hết đồ nhà tôi đi. Đã, tao bó ghét ai bảo đồ của tao lại chui vào túi của mày, cho mày hết luôn, lấy tiếp đi, tao ghét đồ của tao. Đấy, vàng bạc đấy, châu báu đấy, ở với tao thì chả ở, tự nhiên chui vào túi mày, cho mày hết. Kim cương này, đô la này, vàng này, đi mà lấy hết đi mày. Tao không cần. Cao thượng ngẩng cao đầu nhìn, không cần. Một nguyên nhân nữa là vì chồng em không tôn trọng em. Thế là khi mà chồng em có mối quan hệ ngoài luồng á, em có nhận được tin nhắn nặc danh nói là chồng em có người tình ấy. Chồng em đã biết điều đấy rồi nhưng vẫn tiếp tục. Em cảm thấy chồng không tôn trọng. Em phải vào những cái hội nhóm ấy, kiểu như là
mẹ đơn thân, hoặc là câu hoặc là đàn bà cũ ly hôn ấy, xong em kể câu chuyện của em bên này thì 100% em sẽ nhận được lời khuyên. Em hiện tại thay đổi tư duy rồi, thế nên là không muốn ly hôn nữa. Có một vấn đề nó làm nếu như cách đây khoảng một tháng thì nếu như em vợ chồng em mà ly hôn thì thực sự khó khăn với em, nhưng hiện tại thì em cũng vượt qua tương đối rồi. Nếu như mà bây giờ ly hôn thì em vẫn có thể về tâm lý thời điểm hiện tại thì khá là ok, nhưng vẫn còn cái gì đấy là tiếc nuối một chút, khoảng 10% thôi, nhưng mà không muốn bỏ lỡ 10% đấy. Em cũng xin thầy lời khuyên là nếu như hai vợ chồng quay lại thì liệu chồng em có còn không tôn trọng vợ và có những mối quan hệ ngoài luồng nữa không? Ui trời, phải hỏi nó chứ hỏi tôi. Hỏi thế thì trả lời kiểu gì? Bạn hỏi tôi là tôi có quan hệ ngoài luồng không, tôi còn trả lời được. Theo tâm lý đàn ông ạ? Mỗi một con người là một thực thể khác nhau, và trong những hoàn cảnh khác nhau, họ khác nhau về cách họ phản ứng với các điều kiện bên ngoài. Thế bây giờ lấy quan điểm của một ông già để phán vào ông trẻ làm sao mà phán được. Và đến tôi bây giờ, đến những cái ngày như thế này tôi phải tập trung toàn lực để tôi làm những cái lớp như này. Thì hỏi tôi như thế nên đến gọi là chính thất tôi còn phải kiêng nữa là ngoại thất. Thật mà. Thế đi hỏi như thế thì nó vô cùng. Thôi cái như này này, bước 1 là về hoãn đó, hoãn cái việc này ra. Vâng. Bước 2 là nói chuyện với thẩm phán. Đó, cái mong muốn, cái nguyện vọng của tôi nó như thế. Vâng. Để tôi xin rút cái phần lá đơn của tôi. Cái việc thứ 3 ấy, cái này là khó, cái việc thứ 3 thì khó hơn rất là nhiều. Trở thành người mà người khác muốn sống cùng. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe câu chuyện của em ngày hôm nay. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.